để lòng nhớ. xa thứ lần thai un ta mắng ghê na quấn đi hông ba đa bản sung vắng ta mắng buồn thế vô khá lý tu đô su buồn thu cả mà tu tăng mà mắng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mắng ghê na quanh đi hông, thẩm minh cha đuôi thắng quá lưng, thẩm mê vô khá lý tu đô su, thẩm mô ca ma tu tăng mà mong. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, quy pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mắng ghi na quanh đi hăng, sẵn khăn mà đuôi thoát ta mong, sẵn khi vô khá lý tu đô su, sẵn khu khá mà tu tăng mà mong. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thạnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Trí Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để tròn được phước báo. Con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giáp. Sự rạch minh mê bụt Phát sĩ thô xà rì bụt tô Chà đặc thí nê hoa mạng Sê mô ca la nô Phụ rạ tô bí rạ can tế dân Bạch chí mê ma ma a nan đô Khi nà sa hoa chà tô Bí sa sa man ta lô Kà ba la chà in đá đê hoa Sà phạm ma ca e tê sa ngà Nú hoa quê nà sà bê phá giao Bạc đá hoa nê ca Tá ra gia bì vi nà san thu a sê Dạ tôn Đức Phật ngự trên đầu vai mặt xá lợi Phật vai trái kiền liên hầu trước mặt là tâm tạng sa luân a nan chầu bốn phương a la hán đế thích lẫn phạm thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt So at the left ho chu ki to vô rô nô vô tha sa cha nê a rô vô chu ki to ho y sa ha sa bê nha thi phi sa tha la tham Chu ki ta vô rô nô ha vô tha sa cha nê a rô ga chu ki ta ho y sa ha sa bê nha thi phi tê a tha la tham Chu ki ta vô rô nô ha vô tha sa cha nê a rô ga chu ki ta ho tha sa ha sa bê Hệ nhà tị khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thứ lần thai. Chúng con thành kính tri ân ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Chúng con kính tri ân ngài. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu sasanam Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika Punyanno anumodantu chiran rakhantu no karu Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika Punyanno anumodantu chiran rakhantu nyatayo Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika nyang no anumo dan tu chiran rakhan tu pani no akasantha cha bhummantha devanaka mahintika punyang no anumo dan tu chiran rakhan tu no sa
Địa cầu tự ngự rõ thông mọi điều, lòng hương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngộ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hay là chuyển thuận sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát ký liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy các nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm thao háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dễ đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Khi đằng nô nhá ti đằng hồ tư sư khi ta hôn tu nhá ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Y đăng quá tâm mê phùn nhân, à sa quá khát gia quá hằng hồn tướng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là phiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà chúng con đã tạo, con kính dâng đền chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài trí đức quý và quý cô tư nữ thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an tạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ở mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời đế thích dương vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo tăng cao này. Con kính chư phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô phù nhân Nipan Nasapat Chayo Hồ Tử. Do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu Niết Bàn. Xà thức lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân quý bà, quý cô tư nữ, quý sư, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính dâng biết đến ngài vì hôm nay thầy kinh không có vào trong lớp, thưa ngài. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ, Sa Tu Sích Thành. Sitina vừa báo là hôm nay thầy kinh không đến với đạo tràng. Vậy thì bây giờ quý vị tính sao đây? Bây giờ hỏi ý kiến quý vị. Có một số cũng đã online như là chiếc kia Hồng Thị Kim Nhung ha. Có online nhưng mà không vào đạo tràng chúng ta. Chắc là biết hôm nay thầy kinh vắng mặt. Bây giờ quý vị trong đạo tràng bây giờ tính sao trong thời gian này? Alo, xin ý kiến của quý vị. Chiếc mê ta nghĩ sao? Chiếc qua pháp nguồn nghĩ sao? Hôm nay thì chúng ta làm gì đây? Cho bài học ha, cho bài học. Bây giờ quý vị yêu cầu đi, quý vị muốn học bài gì? Muốn ôn pháp cú, ôn
pháp cú thì phải có giờ của pháp cú nhé. À, giờ nào thì chúng ta làm theo cái giờ đó. À, bây giờ nếu mà muốn ôn, muốn học bài mới, quan hỷ thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ học một cái bài mà khi đối với chư tăng chúng ta muốn dâng cúng hoặc là muốn muốn tác bạch một cái gì đó. Thì chư tăng hữu lắm khi có một cái vật thực, một cái lễ phẩm nào đó thì chư tăng không thể coi như là tự nhiên mà lấy. Tự nhiên mà lấy đó là vi phạm luật mà phải dâng cúng, tác bạch cúng dường, đúng rồi, phải dâng cúng hoặc là chúng ta phải yêu cầu, chứ không để chư tăng mà bây giờ chúng ta muốn nghe pháp thì không yêu cầu thì chỉ ngồi im ru mà thôi. Mà khi đã tác bạch yêu cầu, ví dụ như thính pháp sư, thì bắt buộc trong số chư tăng đó phải chỉ định một vị nào đó thuyết giảng. Hoặc là chúng ta muốn dâng tứ vật dụng thì chúng ta phải tác bạch dâng cái gì. Hoặc là chúng ta muốn cầu an, chúng ta muốn cầu an, cầu siêu rồi gì đó, theo như ngài Liệu Tông hay nói, bây giờ đến chùa chỉ biết cầu an, cầu siêu, chứ ngoài ra không biết hỏi pháp, không biết gì hết. Nhưng mà vấn đề cầu an, cầu số, thời kỳ Đức Phật cũng có chứ không phải không. Quý vị thấy ông Cấp Cô Độc bệnh, ông coi như sai con cháu đến thỉnh ngài Xá Lợi Phất, tới tụng kinh về tư niệm xứ cho ông nghe. Và ông nghe, ông nói hay quá, từ trước đến giờ chưa từng nghe, chưa từng nghe bài kinh nào hay như vậy. Hoặc là ông Thâm Bì Cá, trước khi lâm chung, ông thỉnh chư tăng tới để được nghe đúng bài kinh tư niệm xứ. Khi mà vừa đọc như vậy, Ekamako Visuddhiya chỉ một con đường duy nhất, ông mới nghe tới cái đoạn đó, cái tự nhiên ông thấy sáu vị thiên tử trên sáu cõi trời, đem sáu chiếc luân thiên xa xuống đón ông. Thì ông đưa tay ông khoát, nó thôi đi, chờ đã. Bảo các vị thiên tử thôi đi, chờ đã, chờ có nghĩa là ý ông ta muốn nghe hết cái bài kinh này rồi ông sẽ đi. Nhưng mà khổ nổi chư tăng là những vị còn phàm, không hiểu cái ý của ông, nên thấy ông đưa tay khoát mình bảo thôi đi, cái là chư tăng thấy buồn, nó ông này sao cả cuộc đời làm thiện sự để bác cúng dường nghe pháp trì giới vân vân cả gia đình, mà ông là người chủ chốt, mà tại sao bây giờ tới cái lúc mà ông yêu cầu tụng bài kinh này, mình đang tụng mới mở đầu thôi mà ông lại đưa tay ông khoát thôi đi, buồn. Chư tăng bỏ về. Thì trở lại vấn đề là thời kỳ của Đức Phật cũng có thỉnh chư tăng tới cầu an chứ không phải là không nha. Vậy thì theo cái hệ thống đó thì chúng ta cũng nên học những cái bài mà để thỉnh chư tăng cầu an khi trong gia đình hữu sự. Quý vị nhắc kỹ ha. Nhưng mà khó nói ai đưa lên cái bài kinh này, chúng tôi chỉ đọc thôi, chứ còn quý vị coi như làm sao đây. Thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an. Thì bây giờ sao đây? Rồi bây giờ mời quý vị có ý kiến này, rồi chúng tôi sẽ tìm ở bài kinh đó ha. Alo, alo. Không ai có ý kiến gì hết nè. Quý vị biết trong nhà Phật có một cái đoạn là nói về chư tăng khi mà thọ thực không phạm tội,
có nghĩa là không thấy, không nghe, không nghi ngờ. Không thấy, không nghe, không nghi ngờ. Thì ở đây, trường hợp này chắc chắn là cũng giống như vậy đó. Quý vị thấy hình thức tam tịnh nhục ha, tức là không nghe, không thấy, không nghi ngờ, tức là đến bờ ha. Bây giờ nếu quý vị áp dụng pháp môn đó thì làm sao đấy ha? Làm sao mà chúng tôi tìm cái bài kinh đó để cho quý vị coi như là áp dụng, nhất là đối với chư tăng nước ngoài. Chư tăng nước ngoài mà khi bài thỉnh tỳ khưu tăng tụng kinh cầu an, ô đúng rồi đúng rồi đúng rồi, Parita, đó đúng hẳn rồi đó. Trời ơi, có của tu nữ như pháp là thấy thật sự là như pháp, đúng pháp luôn. Nãy giờ đi tìm mà bây giờ vô đây thôi tìm chi nữa hả? À, con tu nữ như pháp mà vô đây thôi tìm chi nữa. À, khi mà gia đình chúng ta hữu sự, à, hoặc là muốn cho gia đình được an vui, thì đầu năm chúng ta thỉnh chư tăng tới tụng kinh cầu hạnh. À, và cái sự an lành, à, khi mà chư tăng ngự đến, tăng đến nhà như Phật Bà giáng thế, người ta nói câu vậy đó. À, tăng đến nhà như Phật Bà giáng thế. À, vậy thì khi mà thỉnh chư tăng đến, niềm tin của chúng ta hướng về chư tăng, thì không lẽ thỉnh chư tăng tới mời uống nước trà, ăn bánh ăn kẹo rồi mấy ngày ra về. À, thì bây giờ thỉnh chư tăng tới thì chúng ta cũng phải tác bạch chứ. Mà tác bạch như thế nào? Vì bát ti bát ti ba hài giá sắp bát sầm bát tị xích thị già sắp ba đúc kha quy nà xà giác pa ri tăng pru tháp bằng gã lăng vi ba ti ba ti ba hai giác sắp ba sầm ba tị xích thị già sắp pa giác quy nà xà giác pa ri tăng pru tháp măng gã lăng vi ba ti ba ti ba hai ya sam ba sam ba ti si thi ya sam ba ro ga vi na sa ya pa ri tăng pru tháp măng gã lăng. Quý vị thấy khó đọc không? Khó đọc chứ đâu phải dễ. Mà thường thường cái gì khó là chúng ta đọc được thì cảm thấy hạnh phúc lắm, còn dễ thì chúng ta coi thường. Nhưng mà khi khó thế này á, mà quý vị đọc lên mà chư tăng thế giới nghe mà hiểu biết được thì sẽ hạnh phúc vô cùng. Tại sao quý vị thấy là hạnh phúc vô cùng? Bởi vì á, Phật giáo không riêng gì ở Việt Nam, mà Phật giáo là chung cả thế giới. Khi mà chúng ta biết đọc Pali thì chúng ta xiết lại gần nhau. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa Phật là con một nhà. Nhưng mà con một nhà ở đây phải biết tiếng Pali. Cái con một nhà mà xin lỗi quý vị, tới gặp các vị sư Thái, các vị Myanmar, các vị sư Sri Lanka, mà quý vị đọc cầu xin các ngài tụng kinh cầu an để ngăn ngừa tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho đàn thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều tiêu tan. Thì các vị sư đó hỏi, nói cái gì vậy? Hả? Nói cái gì vậy? Không chất quá là trời nó dởm á, hay là lầm bầm cái gì kỳ cục quá đi, trong khi cũng chắp tay cũng cung kính cũng đảnh lễ, mà tại sao chỉ có cái
có ba câu ngắn ngủi thế này mà bây giờ mình phải đọc một hơi thật dài tiếng Việt Nam chi vậy? Tại sao quý vị không đọc ba ti ba ti ba hai ya sap ba sam ba ti si thi ya? Mà khi mà quý vị vừa đọc là quý ba ti ba hai ya là các vị đã hiểu liền, không cần nói nhiều, chỉ cần quý ba ti ba ti ba hai ya là các vị đó là như ok. À phải ta đừng có nói người Việt Nam, người người Trung Quốc, người nào hết, bởi vì mũi tẹt da vàng thì họ cứ nhìn người Việt Nam giống giống người Trung Hoa ha. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc quý bát ti ba ti ba ha giá là biết là phải ta liền ha. Thì như vậy chúng ta nhất là các vị Phật tử ở nước ngoài, những người Việt ở nước ngoài khi đến chùa Khmer, chùa Thái, chùa Lào, chùa Myanmar chẳng hạn, mà quý vị đọc được những cái bài tắc bạch này, tự nhiên chúng ta thấy xích lại gần nhau, xích lại gần nhau, và chúng ta cảm thấy một cái sự ấm áp do giới hạnh, một sự ấm áp, một cái niềm tin nơi tam bảo, một niềm tin nơi tam bảo mà chúng ta là những người cùng lý tưởng, chúng ta tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau. Cho nên quý vị cố gắng ha, cố gắng quý vị đọc được những cái bài này thì quý vị cảm thấy an lạc. Mà khi hiểu sự, khi hiểu sự thì chúng ta coi như được gặp chư tăng của thế giới, và khi gặp chư tăng của thế giới chúng ta được một cái phước như thế này là đối với tăng chúng ta không phân biệt. À, đây là ông sư Việt Nam phải ta, đây là ông sư của tôi, không có của tôi của ta gì hết. Mà tăng kia nghĩa là bốn vị trở lên, một cái điều mà Đức Phật nói là bố thí đến tăng là phước nhiều hơn bố thí đến cá nhân, dầu đó là Đức Phật. Trường hợp bà Gotami dâng một lá y đến Đức Phật, Đức Phật nói dâng đến chư tăng phước nhiều hơn. Thì cái ý nghĩa chúng ta hướng về nhưng mà không phân biệt đây là ông sư A, ông sư B, ông sư C gì hết. Mà chư tăng nước ngoài thì quý vị đâu có biết ông cái tên gì đâu, đâu biết ông đó là thế này thế kia. Mà chúng ta chỉ hướng về tăng, tức là bốn vị trở lên, thì phước rất là lớn. Mà khi hướng về tăng thì phải như pháp, phải đúng pháp. Mà đúng pháp ở đây tức là chúng ta phải biết tác bạch như thế nào để mà hợp pháp đây, để mà đúng pháp đây. Nói nhiều quá, nói nhiều quá mà coi như không chịu học thì sao đấy. Alo, quý vị có đồng ý học cái đoạn này không? Đi vô vấn đề, có đồng ý để học cái đoạn này không? Quý vị đồng ý thì chúng ta học, còn nếu không đồng ý thì tắt đèn đi ngủ. Chứ bây giờ sao vậy? Giờ này là giờ ví dụ pháp mà ông thầy không có, mà quý vị đem ví dụ pháp ra trúng trặc gì, có ai làm chứng hả? Ai kiểm tra? Mỗi vị đều có một cái tuyệt chiêu hết đó, có một cái pháp môn riêng. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn học về cái môn đó thì phải có thầy kinh. Thì bây giờ chúng ta đem ra thảo luận ở đây, rồi cái theo cái tư kiến của mình hiểu như vậy, ai chứng minh? Quý vị tham khảo hoặc nghiên cứu hoặc là thảo luận đúng. Khi nào có thầy kinh là tính ha. Bây giờ không có thì đạo tràng chúng ta coi như
sẽ chuyển qua một cái mục khác để làm tròn trách nhiệm của một người Phật tử khi gia đình của chúng ta hữu sự. Chúng tôi đi qua Mỹ thì cũng có trường hợp mà Phật tử tới mời, nhất là mới mua được một cái tiệm nail hay là khai trương một cái cơ sở gì đó, thì thường thường hay mời chư tăng tới tụng kinh cầu an. Thì họ tác bạch những cái bài này, hoặc là chư tăng hướng dẫn để họ tác bạch những bài này. Thầy cho biết là tuần này thầy bận việc, thì bận việc thì bây giờ một số các vị khác online nhưng mà biết được cái tin đó không vào trong room của chúng ta, thì không sao. Bây giờ chúng ta học cái bài này nha, học bài này, học phần Pali trước rồi tiếng Việt sau. Quý vị nhất trí không? Nó chỉ có bốn đoạn thôi, chỉ có bốn đoạn mà chúng ta đọc mà 4, 3, 12 lần, dữ chưa? Bốn đoạn chúng ta đọc 12 lần, nhưng mà bây giờ đọc một đoạn, bốn đoạn trước, một đoạn đầu trước đi. Nói về cái sự gì? Sự đau khổ, rồi cái sự lo sợ, rồi cái điều thứ ba là bệnh tật, đau khổ này ha, lo sợ, bệnh tật, đó là ba cái vấn đề quan trọng. Kinh lễ thân tọa chân tịnh vừa đến với pháp hội. Rồi bây giờ chúng ta xin đọc trước để quý vị coi như chú ý ha. Quy bát ti ba ti ba ha ya sap ba sam ba ti si thi ya. Một lần hai câu ha. Quy bát ti ba ti ba ha ya sap ba sam ba ti si thi ya. Quy bát ti ba ti ba ha ya sap ba sầm ba tí si thi ya. Nó chạy qua vậy nè. Đọc hai lần nữa. Quy ba tí ba tí ba hai ya sắp ba sầm ba tí si thi ya. Rồi câu ba câu bốn. Sắp ba đúc kha quy na sa ya parit tăng pru tha mang ga lăng sap ba đốc kha quy na sa ya parit tăng pru tha mang ga lăng sap ba đốc kha quy na sa ya parit tăng pru tha mang ga lăng. Rồi bây giờ chúng ta đọc nguyên bài này. Nguyên cái đoạn đoạn trên này bốn câu ha. Quy ba ti ba ti ba hai ya sap ba sam ba ti si thi ya sap ba đúc kha quy na sa ya pari tăng pru tháp bằng ga lăng. Quy ba ti ba ti ba hai ya sap ba sam ba tí sĩ thị già sắp ba đúc ca quy nà xà giá bri tăng phù tháp măng gá lăng. Quy ba tí ba tí ba hài giá sắp ba sầm ba tí sĩ thị già sắp ba đúc ca quy nà xà giá bri tăng phù tháp măng gá lăng. Quý vị thấy đọc một hơi như vậy nó dài quá mà dễ đứt bóng, dễ đứt hơi, xin lỗi. Thì bây giờ chúng ta chia ra làm hai ha. Quý ba ti ba ti ba hai ya sam ba sam ba ti si thi ya.
Sambadukkavina sayaparitang pruthamang galang Vibhattipatibhahaya sambasambhattisithiya Sambadukkavina sayaparitang pruthamang galang. Đọc lần nữa ha. Vibhattipatibhahaya sam ba sam ba ti si thi ya sam ba duk kha vi na sa ya prit tăng pru tha măng ga lăng. Rồi bây giờ nãy giờ đọc vậy không biết là có chịu nghe có, rồi có chịu đọc theo cái đúng hay không biết. Alo, ai là người xung phong? Chỉ có một câu đầu thôi, mà câu đầu đọc được là những câu sau bảo đảm, bởi vì chữ đúc kha này, chữ phá giá này, chữ rô gá này, đó chỉ khác nhau có mấy từ đó thôi. Shimita xung phong hả? Rồi mời Shimita. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Chân Tịnh cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc lại phần Bali của bốn câu đầu. Quý bát, dạ để con kéo xuống nó nhảy nữa rồi. Vibhattipatibhahaya sabbasambhattisiddhiya sabbadukkha vinasaya parittang prothamanggalang. Vibhattipatibhahaya, con xin bạch. Vibhattipatibhahaya sabbasambhattisiddhiya sabbadukkha Bà-đục-kha-na-sa-ya-ba-rít-tăng Pru-tha-măng-găng Quy-bát-ti-bát-ti-bà-ha-ya Sắp-ba-sam-bát-ti-sít-thi-ya Sắp-ba-đục-kha-vi-na-sa-ya-ba-rít-tăng Pru-tha-măng-gá-lăng. Dạ con đã đọc xong. Dạ có chỗ nào sai sót thì xin Ngài chỉnh sửa cho con, và con kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, Chích Mê Ta. Xà thú. Nhưng mà có một chỗ này Chích Mê Ta chú ý ha. Đoạn âm thì chúng ta đọc nhanh một chút. Chữ tí và chữ bá. Tí chữ tí, chữ ba, chữ tí, cái chữ đầu tiên á, quy ba tí ba tí ba, quy ba tí ba tí ba, xịt mê tà kéo dài chữ tí, chữ tí là đoạn âm nhưng mà phải đọc nhanh, tí ba tí, quy ba tí ba tí ba, quy ba ti ba ti ba ha. Chị mà đã chú ý chỗ đó hả? Đọc rất là chuẩn, nhưng mà còn chỗ này chỉ tí hơi kéo dài. Rồi bây giờ ngoài chị Meta còn ai nữa? Cái này rất là quan trọng. Quý vị ở nước ngoài, quý vị khi mà thỉnh chị Tăng tới cầu an thì hoặc là khai trương, hoặc là muốn có một cái không khí ấm áp trong gia đình, thỉnh Chư Tăng tới mà tác bạch đọc lên những cái đoạn này là Chư Tăng rất là hoan hỷ. Và Chư Tăng phải làm bổn phận của mình, bởi vì mình yêu cầu muốn cái sự an vui đến với gia đình thì mình cũng phải coi như là tác bạch, chứ không phải nói thỉnh Chư Tăng tới uống nước trà, ăn kẹo, ăn bánh rồi như vậy là không được.
mà chư tăng đâu có cấu quẩn đâu à. Thì bây giờ mình phải tắt bạch rồi. Bây giờ mời Sitina. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Tha Ya. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ thầy, quý sư, quý bà, quý cô sư nữ. Con kính chào đạo tràng, xin phép được đọc bài. Quy Pati Pati Bà Ha Ya Sam Ba Sam Pati Sin Thi Ya Sam Ba Trung Kha Quy Na Sa Ya Parit Tăng Phu Tha Mang Ga Lăng. Vipatipati pahaya sampa sampanti sintiya sampa dukkha vinasaya parittang putta mangalang. Dạ thưa con đã đọc xong, có sai xin ngài chỉnh sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Alo. À, Sikatina, phần trước ổn ha, phần sau á chữ khá sắp ba đúc khá quyến nà xà giá thì chữ đúc khá, chữ khá này kéo hơi dài một chút à, thì cái quan trọng á, cái đoạn này là chữ đúc khá sự đau khổ, mà đau khổ kéo dài cái khá này, cái khổ này là không được. Sắp ba đúc kha quy nà, kha quy nà chứ không, chỉ khá này không nên kêu dài. Cái quan trọng ở này, cái đoạn này là chữ đau khổ, mà đau khổ đúc khá, mà bây giờ về siết đọc là đúc khá kêu dài chữ khá, mà thay vì phải đọc là sắp ba đúc kha quy nà, kha quy nà à, tới chữ nà mới được kéo dài, còn chữ khá mà kéo dài thì coi như không có ổn ha. Rồi bây giờ mời Sik pháp nguồn. Dạ con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con xin được đọc bài ạ. Dạ con đọc chậm một chút bởi vì con cũng chưa thạo Bali ạ. Con có gì sai mong ngài chỉnh sửa cho con ạ. Dạ. Chui đi đâu ạ? Vipatipati pahaya sabba sampatti siddhiya sabba duk sabba dukkha vinasaya parittang putta mangalang. Vipatipati pahaya yasap basam banti sithiya sap bapayat vina saya paritang phu tha mangalang vipatipati baha yasap basam banti sithiya sabbaro ga vina sa japaritang putta mangalang. Dạ con đã đọc xong ạ, con xin được xuống mic ạ. Con kính mong sư dạy, chỉ dạy cho con. Sa thủ xếp pháp nguồn ha. À, chữ pháp nguồn không riêng gì chữ đúc khá mà qua chữ phá gia rồi chữ rồ ga luôn à, làm một hơi luôn à, đọc chậm à, nhưng mà rõ ràng à, sa thủ chữ pháp nguồn à, chúng ta bây giờ chưa có thuộc thì chậm rãi thôi à, nhưng mà phải đúng trường âm và đoạn âm. Khi một cái bài kinh nào đó mà chúng ta thấy khó đọc, nhưng mà khi đọc được, đọc trôi chảy, đọc đúng trường âm đoạn âm thì chúng ta thấy oai lực của bài kinh đó rất là lớn à, quý vị thấy
Cái bài thính pháp sư Vi Đà Phẩm Thiền xuống thính Đức Phật thuyết pháp, cái giọng của cái bài kinh đó khó chứ không phải dễ. Hoặc là bài thính chư thiên, chúng ta thấy muốn thỉnh các vị chư thiên xuống cũng rất là khó khăn, trong cái bài đọc sách Ghê Ca Mê khó đọc lắm chứ không phải, mà đọc đúng người ta mới xuống, đọc sai thì coi như khỏi nói đi. Nhưng mà đối với các vị chư thiên đâu có quẩn, coi cái cảnh giới của chúng ta coi như nó hôi thối, mà các ngài chỉ xuống ban đêm thôi, mà gặp chúng ta thì hồi nào hữu sự thì chúng ta cũng thỉnh chư thiên, mà các ngài có rảnh hay không đây không biết nữa. Mà nhiều khi thỉnh chư thiên tới, mà ví dụ đạo tràng của chúng ta thỉnh chư thiên xuống đây mà chúng ta nói chuyện tào lao thì chắc các ngài nó ôi cái rôn rôn truyền này tới làm cái gì, nên cái buồn buồn cái kêu các ngài xuống đây, xuống đây là nói chuyện tầm phào, cái đó thì không có lợi ích. Khi một cái hội chúng gặp nhau, đông người gặp nhau thì có hai vấn đề: một là thảo luận về Phật pháp, học hỏi về Phật pháp; hai là giữ im lặng bất thánh. Mà chúng ta không phải là thánh, vậy thì phải học thôi. Vậy thì bây giờ cái đoạn này bây giờ thỉnh Thượng Tọa Chân Tịnh đọc cái đoạn này để cho bà con nghe. Bởi vì khi mà Phật tử tới chùa, họ thỉnh mình tụng kinh cầu an cho một người lâm trọng bệnh nào đó, thì bây giờ chúng ta làm sao đây? Hoặc là mình có vai trò là trụ trì thì mình phải hướng dẫn cho người ta phải đọc như thế này nè, rồi chư tăng mới đáp lại cái nhu cầu yêu cầu của Phật tử. Rồi cung tịnh Thượng Tọa Chân Tịnh, đoạn này đọc sao đây? Alo alo, chào Thượng Tọa Chân Tịnh, cầm micro chứ. Rồi tay lên rớt xuống, không biết đường truyền sao rồi. Rồi mời Sĩ Quang Thanh, bài này cũng rất quan trọng nha. Bao người hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đạo, chư tăng không có thể mà thỉnh mà coi như tự nhiên mà coi như tụng kinh này tụng kinh kia ha. Rồi mời Sĩ Quang Thanh nha. Trong kinh này bảo là đang có nói không ạ? Phần kinh này bảo đang ngôi tam bảo ân đức, ân đức pháp, ân đức tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Chân Tịnh và lễ sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ và con kể cô tu nữ như pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu này, cho con xin bài. Còn những cái này quy ba ti ba ti ba ha ya sa ba sa ba ti sa ba đúc ca quy na sa ya ba di tăng ru tha du tha mang ga lăng quy ba ti ba ti ba ha ya ba ti ta sa ba đúc ca na sa ya ba ri tăng ru tha mang ga lăng. Đã đọc xong, con có sai thì mong ngài Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Alo 123 123 Sĩ Quang Thanh, khó thế này mà đọc sai có một từ à? Sĩ Quang Thanh thấy chỗ nào không?
chữ cuối cùng Parit tăng pru kha măng gá lăng thì chữ pru đọc là pru à, chỉ có sai có từ đó đây một bài khó mà sai có một từ à, hay thiệt à, quý vị giỏi quá, quý nào đọc cũng hay à, chữ pru, chữ pru đọc là ru à, pru tháp măng gá lăng. Ý nghĩa tiếng Việt chúng ta thấy như thế này: cầu xin các ngài tụng kinh cầu an để ngăn ngừa tránh khỏi các điều rủi ro tai hại cho đàn thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều tiêu tan. Thì ở đây chữ khổ não là chữ gì? Chữ đúc kha. Kinh sợ là gì? Phá giá. Và bệnh hoạn là gì? Rồ ga. À, có ba vấn đề này nó chi phối làm cho cái thân của chúng ta à, đau khổ à, lo sợ à, bệnh tật à, thân và tâm của chúng ta đều bị chi phối bởi sự đau khổ, sự kinh à, sự lo sợ, sự bệnh tật. Mà muốn được an vui thì chúng ta phải có niềm tin nơi Tam Bảo à, chư tăng tụng kinh cầu an có nghĩa là những cái bài pháp mà Đức Phật đã thuyết ra đem lại sự an lạc, đem lại sự an lạc. Ví dụ như chúng ta đã học những cái câu pháp cú ha. À, hai ông đạo sĩ tu tập với nhau à, tu một thời gian lâu lâu rồi, nhưng mà cái ông đạo sĩ này nghĩ rằng nếu mình tu tiếp nữa thì coi như mất giống dòng họ của mình, coi như không ai nối dõi tông đường. Ông hoàn tục rồi, hoàn tục về lấy vợ à, sống một đời sống cư sĩ để duy trì cái dòng giống của mình à, ông có được cái đứa con trai, có được đứa con trai à, chứ đứa con trai cũng vẫn được 7 tuổi. Thì ôi, đứa con trai mới sinh nhưng mà 7 tuổi thì biết đi biết đứng rồi, cũng lớn rồi à, mới sinh ra à, cũng còn khoảng 5 gì á. Thì ông bạn đó, ông đạo sĩ, ông tu ở trên núi đó, ông đi về cái thành phố, ông ghé thăm người bạn của mình hồi trước cùng tu à, thì cái hai vợ chồng mới ra đảnh lễ vị đạo sĩ kia. Rồi ông đạo sĩ kia cũng chúc à, chúc cho ông được à, trường thọ, chúc cho bà được trường thọ. Rồi khi mà ôm đứa nhỏ ra à, thì ông làm lơ, ông có chút dễ đó. Okay, hai vợ chồng tại sao vậy? Lớn tuổi thế này thì chắc phải chết sớm chứ sao mà có gì chúc trường thọ, còn nhỏ thế này sao không chúc dễ vậy? Thì ông đạo sĩ kia nói, ừ, chúc không được, 7 ngày nữa nó chết mà chúc làm chi vậy? 7 ngày nữa nó chết. Thì hai vợ chồng giật mình, mình sao sống cỡ này cực khổ không chết đi cho rồi, còn nhỏ này nói giỏi tông đường mà là chết 7 ngày nữa nó chết. Hỏi lý do à, không giải quyết được cái chuyện này, tao không có đủ khả năng mà tao biết là như vậy, 7 ngày nữa nó chết. Nghe mới năn nỉ không, năn nỉ thôi ngài giúp giùm đi, chứ còn bây giờ ngài đã biết như vậy rồi thì ngài biết cách để mà cứu đứa nhỏ này chứ. Dòng dõi của dòng họ này là nhờ nó mà nó chết thì trời ơi, tôi hoàn tục ra để làm cái gì mà không có lưu truyền cái dòng giống của tôi mà 7 ngày nữa nó chết thì tôi sống làm gì? Đại sĩ nè, tao biết có một người có thể giúp cho các ngươi, cho đứa bé này, người đó có đủ khả năng à, rồi cái ông đạo sĩ à, hai vợ chồng mới năn nỉ. Đạo sĩ nè, hãy tới gặp Sa môn Gotama. Vị Sa môn này giỏi, có thể cứu con người sống được.
Cái hai vợ chồng nói chúng ta là Bà La Môn mà đi theo bỏ cái đạo giáo của mình đi theo bên kia là sai, là không đúng pháp, như vậy là sẽ bị tội. Giao đạo sĩ nói, nếu nhà ngươi sợ tội thì không tới đó thì để cho con ngươi chết đi. Hai vợ chồng thương con cho nên mới tới cầu khẩn Đức Phật. Đức Phật mới nói được, nhưng mà phải nghe lời của ta. Về cất một cái rạp, rồi làm một cái để con của ngươi trên một cái giường ngay giữa cái rạp đó, rồi xung quanh sắp ghế bàn để cho chư tăng tới đó tụng kinh trong vòng 7 ngày. Thì con của nhà ngươi sẽ được cứu sống. Hai vợ chồng nghe nói khoái quá, về làm một cái rạp. Mà quý vị biết cái rạp hồi trước á, cái ở ngoài là lấy phân bò chét trên vách, làm cái rạp rộng, và Thánh Di Tăng vô ngồi bên trong tụng kinh suốt trong vòng 7 ngày 7 ngày đêm, cũng giống như ngày Ananda tụng kinh Paritta 3 vòng thành Vesali. Thì ở đây Chư Tăng được thỉnh lại tụng kinh trong vòng 7 ngày, và tới ngày cuối cùng Đức Phật xuất hiện. Mà khi mà Đức Phật xuất hiện thì quý vị biết sao? Các cái vị mà chư thiên có đại thần lực, rồi riêng đi với Đức Phật là toàn các vị thánh tăng. Cho nên cái oai lực rất là mạnh. Các vị chư thiên có đại thần lực ha, đi theo coi như hộ trì, đi theo coi như là hộ độ, đi xuống để hộ trì cho Đức Phật và các vị thánh. Thì cái oai lực của các vị chư thiên có đại thần lực ha, các vị thánh với cái sự tu tập của mình, mà cái thần lực của các ngài thấu khó nó đi, làm cho cái con dạ xoa kia làm sao mà tới bắt đứa nhỏ ăn thịt được. Quan trái tới lúc khỏe trả là cái ngày thứ 7, dạ xoa này nó biết ngày hôm nay được ăn đứa bé nè. Nhưng mà bây giờ tới bắt đứa bé, mà đứa bé nó ở gần Đức Phật, rồi ở các vị thánh tăng ngồi xung quanh, rồi các cái vị chư thiên đại thần lực mà ngồi khắp cả trên hư không, thì bây giờ chỗ nào mà nó chen chân vô để mà nó bắt đứa bé. Thế là nó ngộ túc mà xa mấy vô tuần luôn. Chị đưa mắt cũng không có nhìn vô thấy được đứa bé nằm ở chỗ nào, thì làm sao mà bắt đứa bé. Để qua cái cơn đó, qua cái thời gian đó là không còn cơ hội để ăn thịt đứa bé nữa. Cơ hội chỉ có một lần, và một lần đó bị siêu hụt, và đứa bé sống được 120 tuổi. Câu chuyện này trong Pháp Cú nha. Trong Pháp Cú quý vị chắc cũng đã học rồi. Thì như vậy thì ông Bà La Môn đó, ông ta xin Đức Phật, cầu xin Đức Phật như thế nào? Thì bảo đảm hồi đó ở Ấn Độ mà, cho nên chắc chắn là ông ta sẽ đọc cái bài này. Chắc chắn là sẽ đọc cái bài này. Vipati bà hà yasap basam batisithi ya sắp ba đúc kha vi na sa pa ri tăng pru tha măng ga lăng vi ba ti ba ti ba ha ya sắp ba sam ba ti si thi ya sắp ba pha ya vi na sa ya pa ri tăng pru tha măng ga lăng ba ti ba ti ba ha ya sắp ba sam ba ti si thi ya sa
Baro Gawina Saya Parit Tăng Pru Tháp Măng Gá Lăng. Khi mà ông ta đọc lên, ông ta nói lên ba cái đoạn này, Đức Phật hứa khả liền được Như Lai sẽ cứu con người. Nhưng mà ngươi phải nghe lời của Như Lai về chuẩn bị làm những cái gây chuyện như vậy đó. Và thế là đứa bé được cứu sống. Và bà kinh cầu an này ha, cái đoạn tác bạch này về Việt Nam thì bỏ đi cái phần Bali mà lại đọc tiếng Việt không à. Cầu xin các ngài tụng kinh cầu an để ngăn ngừa tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho nạn thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bình hoạn đều tiêu tan. Đó là Việt Nam của chúng ta. Rồi Chư Tăng ơi, nhiều khi ở tắt qua tiếng Việt thì bây giờ tụng kinh tiếng Việt. Và từ từ chúng ta xa rời cái phần Pali. Và khi gặp Chư Tăng nước ngoài, nó cũng đọc tiếng Việt thì các ngài ngồi trợn mắt. Ê, nói cái gì vậy? Đâu phải là nghi thức của một người Phật tử. Mà nghi thức người Phật tử thì phải đọc Pali chứ. Ý thức người Phật tử vô cái nói tiếng Việt như vậy, chỉ có người Việt Nam mình là riết là cái miền Bắc khác, miền Trung khác, miền Nam khác, cái nghi thức mỗi nơi mỗi khác, tam sao thất bổn. Và cái gốc của chúng ta không còn nữa, cái gốc của chúng ta không còn nữa. Thôi cố gắng đi, cái này đâu có khó, mà thời kỳ của Đức Phật cũng đã có rồi. Cho nên chúng ta bây giờ theo cái hệ thống đó thì chúng ta cứ thế mà làm, cứ thế mà làm đúng pháp mà làm. Thì bây giờ học cái này có ba câu. Điều thứ nhất là khổ đau, điều thứ hai lo sợ, điều thứ ba bệnh tật. Đó là ba cái điều mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta phiền não, mà muốn dứt cái phiền não này, muốn được an vui thì vipatipatibbaha. Chúng ta cứ cố gắng đọc đi, bảo đảm rằng đọc nhiều lần và càng ngày chúng ta đọc càng hay. Chúng ta đọc càng hay mà Chư Tăng mà coi như nước ngoài nghe là hiểu liền. Chỉ có Chư Tăng Việt Nam mình coi như cứ nghĩ là ồ thôi, bước chân vô tu là chỉ biết có hành thiền tu tập thôi, còn pháp học nhiều khi không lo, cái đó là thất bại. Có học mới có hành chứ. Mà trong khi mà học như thế này là chúng ta cũng đã hành rồi chứ không phải là không. Chúng ta học như thế này là chúng ta cũng đã hành rồi. Tại sao? Bởi vì cái hành của chúng ta ở đây có nghĩa là chúng ta không chú tâm vào đây thì làm sao mà chúng ta học. Có nghĩa là vừa học vừa hành. Vừa học vừa hành. Chứ đừng có, quý vị đừng có nghĩ rằng ô chúng tôi chỉ có biết tu thôi, còn khỏi học. Nhưng mà nói chỉ biết tu không có học, vậy tu cái gì? Có gì căn bản để mà tu? Khi mà chúng ta có sự bất an, có một cái niềm tin này tâm bảo, thì chúng ta bắt buộc phải nương nhờ nơi tâm bảo, thì chúng ta mới qua được sự kinh sợ, mới qua được sự khổ đau, mới qua được cái bệnh hoạn của cái tâm mình. Thì như vậy cố gắng ha. Rồi bây giờ quý vị thấy rằng trong cái đoạn này, alo còn ai tham gia nữa không, cố gắng đọc là cũng cái câu này là Sika, cô như pháp hay nói này, cố gắng đọc là cũng như
ý của cô Như Pháp nó là từ từ rồi nó cũng như, từ từ rồi nó cũng như, thì cũng giống như Sức Quan Thành nói nè. Rồi thì bây giờ để đưa lại bài này ha, nó dài quá vậy nè, không có dài đâu, đưa lại phần Pali. Rồi phần Pali. Alo, còn ai cầm? Bây giờ ôn lại ha. Rồi chữ này bự hơn chữ của Sĩ Quanh nè ha. Rồi đó, phần Pali. Rồi phần tiếng Việt nữa. Làm luôn một hơi luôn đi. Rồi làm luôn một hơi cho nó oi. Rồi, bây giờ quý vị coi như thấy phần Pali, phần tiếng Việt ha. Như vậy thì coi như gom chung lại đi. Rồi, bây giờ quý vị đọc hết một hơi luôn đi. Rồi, Sitina mà làm một hơi vậy là thấy hôm nay tiến bộ nhiều quá. Rồi, alo, Sitina làm một hơi đi. Rồi, có bao nhiêu hơi làm hết luôn đi. Rồi, mời Sitina. Sitina làm đọc hết một hơi mà. Nè, rồi, để coi Sitina đọc nè. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài quý sư huy và quý cô tiên nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, chắc con phải hai ba hơi chứ con không hết một hơi được thưa ngài. Dạ, con xin phép được đọc. Quý pati pati pa ba ha ya sam pa sam pati sin thi ya sam pa chung kha vi na sa ya kha ri tang phu tha mang ga lam Vipatipatipahaya sampa sampatisintiya sampavaya vinasaya paritang puttamangalang Vipatipatipahaya sampa sampatisintiya sampaloga vinasaya paritang puttamangalang Vipatipatipahaya sampa sampanti sintiya sampa dukkha vinasaya parintang puttamangalang Vipatipatipahaya sampa sampanti sintiya sampa vaya vinasaya parintang puttamangalang Vipatipatipahaya sampa sampanti sintiya sampa loga vinasaya parintang puttamangalang. Cầu xin các ngài tụng kinh cầu an để ngăn ngừa tránh khỏi các điều rủi ro tai hại cho đặng thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não kinh sợ và bệnh hoạn đều tiêu tan. Dạ, con kính tri ân ngài quý sư quý thầy quý cô tri nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của mắt ta không? Dạ, cảm ơn Tina, cảm ơn Pháp Nguồn cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài kể hôm nay.
vi bát ti ba ti ba ha ya sap ba sam bát ti sát thi ya sap ba đúc ca vi na sa ya ba rít tăng pro tha mang ga lăng vi bát ti ba ti ba ha. Ha ya sap ba sam bat ti sat thi ya sap ba ro ga wi na sa ya ba rit tang pro tha mang ga lang. Cầu xin các ngài tụng kinh cầu an để ngăn ngừa tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều tiêu tan. Và con xin đọc lại phần Pali lần nữa. Vi bát ti ba ti ba ha ya sap ba sam bát ti sát thi ya sap ba đúc ca vi na sa ya ba rít tăng pro tha mang ga lăng. Vi bát ti ba ti ba ha ya sap ba sam sam bát ti sát thi ya sap ba ro ga vi na sa ya ba rít tăng pro tha mang ga lăng. Dạ, con đã đọc xong. Lần này không biết có chỗ nào sai sót nữa không, xin ngài Tỷ Đức cùng những quý vị đông đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ơn Đức Pháp và Đức Tăng. Con kính với ngài Trí Đức và quý sư tuyện trong đạo tràng xin đọc bài. Con cũng không được khỏe hang, con đọc có gì mà nó sai mong ngài và đạo tràng bỏ qua cho con. Quy ba ti ba ti ba hà ra sắp ba sam ba ti si ra sam ba đúc ca quy na sa ra ba ri tăng ru tha mang ga lăng. Quy ba ti ba ti ba ha ra sa ba sam ba ti si ti ya sa ba pha ya quy na sa ba ri tăng ru tha mang ga lăng. Quy ba ti ba ti ba ha ya sap ba sam ba ti sit thi ya sap yoga quy na sa ra ba ri tăng tha mang lang. Quy ba ha ra sap ba sam ba ti sit thi ya sap ba đúc kha quy na sa ra ba rabarit tang ru tha mang ga lang. Ti ba ti ba ha ra sap ba sam ba ti ti sap ba ba ti ti sap ba sam ba ti si ti ya sap ba pha ya ya sap sap ba pha ya quy na sa ya ba ri tăng ru tha mang ga lăng. Quy ba ti ba ti ba ha ya sap ba sam ba ti si ti ya sap ba yoga quy sap ba yoga quy na sa ya ba ri tăng ru tha mang ga lăng. Cầu xin các ngài tụng kinh tam để ngăn ngừa tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho đặng những thành tựu
cho tặng thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ não và kinh sợ và bệnh hoạn đều tiêu tan. Dạ con đó cũng sai nhiều, con cảm ơn sư đã bắt bài. Dạ con bây giờ con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức lên ôn đoạn kinh cùng với đạo tràng ạ. Dạ con kính dâng mic đến Đại Đức Tuệ Đức ạ. Sa thú Thích Quang Thanh, sức khỏe không được tốt, nhưng mà khi mà đọc cái này chắc là sức khỏe sẽ ổn định. Cả một bài mà sai có một từ ru tha, nhưng mà đọc ru tha thôi, chỉ sai một từ nhưng mà thấy tiến bộ. Cái đoạn này không riêng gì Phật tử đọc ha, mà chư tăng cũng phải biết để hướng dẫn cho Phật tử. Ví dụ bây giờ Phật tử muốn thỉnh chư tăng kinh cầu an, thì bây giờ phải hướng dẫn cho Phật tử, thì mình phải đọc trước, người ta đọc sau. Và khi mà thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an thì trong cái số mà chư tăng, cái vị lớn hạ thứ nhất ha, vị lớn hạ thứ hai, vị lớn hạ thứ ba, ngồi theo thứ tự ha, thì cái vị thứ ba này phải thỉnh chư thiên. Vị thứ ba thỉnh chư thiên, chứ không phải là cái vị mà cao hạ nhất là thỉnh chư thiên là tụng kinh luôn. Cũng có thứ tự trong đó, có cái luật trong đó. Thì chư tăng phải hướng dẫn cho Phật tử, chư tăng phải hướng dẫn cho Phật tử để Phật tử biết như pháp mà thực hành, tức là chúng ta phải thực hành đúng pháp. Thì bây giờ ví dụ chư tăng hướng dẫn nè, Phật tử đọc theo nè, tức là cái vị a cha đó, vipatipatipa hayya, thì ở dưới họ sẽ đọc theo, sabbasambat Tisithiya, họ đọc theo, Sapadukkhavinasaya, họ đọc theo, Paritang Pruthamangalang, rồi hai đoạn sau cũng vậy. Tức là người đọc từng câu một, Phật tử đọc theo. Còn bây giờ nếu mà Phật tử thuần thục á, Phật tử thuần thành á, nghe là Phật tử mà coi như là hiểu về nghi thức thì họ sẽ tắt mặt luôn. Vipatipatipa hayya sabbasambhatisithiya sabbadukkhavinasaya parittang pruthamangalang vipatipatipa hayya sabbasambhatisithiya sabbapayavinasaya parittang pruthamangalang vipatipatipa hayya sabbasambhatisithiya sabbarogavinasaya parittang pruthamangalang. Việt Nam thì chúng ta đọc theo cái ý nghĩa tiếng Việt, nhiều khi quên phần Pali. Nhưng mà đối với nước ngoài, đối với chư tăng ngoài, thì chúng ta đọc cái phần Pali vậy là người ta hiểu liền à. Hiểu rồi. Có một cái vấn đề lộn xộn nè, có một cái vấn đề bệnh hoạn ốm đau gì đó nè, có một cái vấn đề gì bất ổn, đau khổ gì xảy ra nè, cho nên muốn thỉnh chư tăng đem những lời Phật dạy
để chúng ta an trú vào đó và quên đi sự sợ hãi, bệnh hoạn, ốm đau. Cho nên cái tác dụng của cái đoạn tác bạch này rất là quan trọng. Rồi, rồi bây giờ cùng thỉnh đại đức Huệ Đức ha, thử là mà cha hướng dẫn cho Phật tử. Ví dụ như ở dưới dưới Vĩnh Long thì cũng có Phật tử Khmer, họ không rành tiếng Việt thì phải tác bạch bằng Pali. Mà phần Pali này không phải là người Khmer họ không biết, mà chính Pali của Khmer có hai giọng. Một giọng Thammayut thì họ cũng đọc giống hệt chúng ta. Khi nào cái giọng mà Mahanikaya thì họ đọc cái giọng kia. Vipati Vya Haya Sabbasambhati Siddhiya Sabbatukha Vinyasaya Paritang Bruthamangalang. Thì đó là giọng Mahanikaya. Còn cái giọng Thammayut thì họ vẫn đọc giống hệt chúng ta. Vipati Vya Haya Sab Basambhatisithiya Sabbatukhavinasaya Paritang Bruthamangalang. Ai cung thỉnh đại đức Tuệ Đức. Bây giờ đại đức có thể hướng dẫn cho Phật tử đọc để rồi chư tăng tụng kinh cầu an. Alo, đại đức Tuệ Đức lâu rồi. Vô xà thủ xà thủ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn kinh để thỉnh chư Tăng tụng kinh an lành đến cho quý Phật tử. Vipatipatipa ha yasappa sampatti sikthiya sappa dukkha vinasa ya paritang thammanga. Lang vipadasa ya paritang ru thammanga lang vipatipatipa ha yasappa sampatti sikthiya sappa ro Vinasa Yaparit Tăng Bồ Tham Măng Ga Lăng. Cầu xin các ngài tụng kinh cầu an để ngăn ngừa tránh khỏi các điều rủi ro tai hại cho đặng thành tựu nhưng hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều được tiêu tan. Vipatipatipa ha yasappa sampatti sikthiya sappa dukkha vinasa Yaparit Tăng Bồ Tham Măng Ga Vipatipatipa ha yasappa sampatti sikthiya sappa phaya vinasa yaparit tang bru tham măng ga lăng. Vipatipatipa ha yasappa sampatti sikthiya sappa ro ga vinasa yaparit tang bru tham măng ga lăng. Cầu xin các ngài tụng kinh cầu an để ngăn ngừa tránh khỏi các điều rủi ro tai hại cho đặng thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều được tiêu tan. Vipatipatipa ha yasappa sampatti sikthiya sappa dukkha vinasa yaparit tang bru thammang ga lăng. Vipatipatipa ha yasappa sampatti sikthiya sappa phaya vinasa yaparit tang bru thammang ga lăng. Vipatipatipa ha yasappa sampatti sikthiya sappa ro ga vinasa yaparit tang bru thammang ga lăng. Cầu xin các ngài tụng kinh cầu an để ngăn ngừa tránh khỏi các điều rủi ro tai hại cho đặng thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều được tiêu tan. Dạ, con xin hết ạ. Con kính mời người tiếp theo ạ.
Sa thú để được tuệ đức tuyệt vời. Quý vị thấy không có chỗ nào chê, không có chỗ nào chê. Còn gì với một cái giọng đọc có oai lực, rõ ràng, chính xác. Quý vị thấy đại đức tuệ đức rất là tiến bộ, rất là tiến bộ. Nhưng mà khi mà hướng dẫn người ta thì không nên đọc dài như vậy. Có thể đọc một lần hai câu thôi để người ta đọc theo. Mình hướng dẫn người ta mình phải chậm, dừng lại cho người ta đọc theo chứ. Bây giờ đại đức làm một hơi vậy, không khéo ở dưới người ta té ngửa hết đứt hơi á, đứt hơi nghe lên rồi là xong ngay. Chắc là không có tụng kinh cầu an nữa mà tụng kinh cầu siêu luôn ha. Thì bây giờ đọc lần hai câu thôi, ngắn ngắn. Vi ba ti ba ti ba hài gia sắp ba sầm ba ti si thi già. Mình dừng lại cho người ta đọc theo, mình hướng dẫn mà. Chơi một câu dài quá vậy ra ở dưới đọc mình cứ nhắm mắt mình đọc, quay lại sau thấy họ ngã ngửa hết trơn thôi, khỏi cầu an cầu siêu luôn cho rồi. Để các quan hệ đọc lần hai câu thôi, hoặc là ví dụ như người ta họ không biết gì hết thì mình đọc từng câu một. Vi bát ti bát ti bà hà dạ, rồi người ta đọc theo. Sắp ba sầm bát ti si thi già, họ đọc theo từng câu một như vậy. Mình hướng dẫn thì người ta đọc theo, còn phần tiếng Việt thì mình cũng đọc ngắt ra. Cầu xin các ngài tụng kinh cầu an để ngăn ngừa tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho nặng thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều tiêu tan. Mình ngắt ra từng khúc như vậy để cho người ta đọc theo. Chứ còn nếu mình đại diện á, đại diện thì mình đọc một hơi. Nhưng mà thường thường á, người ta đọc chung người ta mới hoan hỷ. Chứ bây giờ mình đọc một mình làm ai cha, mình hướng dẫn người ta từ A tới Z thì họ tới họ thấy họ dư thừa, họ không đóng góp một phần công sức nào thì họ cảm thấy hơi buồn. Cho nên nói bà con đọc theo ha, vi ba ti ba ti ba hài giá. Họ đọc theo. Sa ba sầm ba ti si thi già, rồi họ đọc theo. Họ đọc theo vậy họ quan nghĩ. Nhưng mà hôm nay đại đức tuệ đức rõ ràng chính xác. Rồi rất là quan nghĩ. Rồi bây giờ thời gian còn lại cũng hơi nhiều ha. Chúng ta lắp vào cái khoảng trống này bằng những cái nghi thức thế này để chúng ta làm tròn bổn phận của một người Phật tử. Đối với chư nước ngoài thì chúng ta khi thỉnh chư tăng về để khai trương một cái tiệm, một cái quán, một cái hoặc là một cái ngôi nhà chúng ta mới mua hả, thỉnh chư tăng về để cầu an. Thì bây giờ khi mà chư tăng đến uống nước ngồi nghỉ ngơi chút ha, rồi khi đó chúng ta mới tác bạch. Bởi vì đối với người Thái chúng ta không rành tiếng Thái, người Myanmar chúng ta cũng không rành, Sri Lanka chúng ta cũng không biết nói, thì bây giờ chỉ biết đọc thôi. Vi ba ti ba ti ba ya sap ba sam ba ti si thi ya sap ba duk kha vi na sa ya parit tang pru tham mang ga lang vi ba ti ba ti ba ha ya sap ba sam ba ti si thi ya sap ba kha ya vi na sa ya parit tang pru tham mang ga lang vi ba ti ba ti ba ha ya sap ba sam ba ti si thi ya sap ba ro ga vi na sa ya parit tang pru tham mang ga lang. Chư tăng nước ngoài thì chúng ta khỏi cần đọc tiếng Việt,
Bởi vì đọc tiếng Việt ha, mấy ông nói, ủa nói cái gì vậy, nghe đâu có hiểu. Nhưng mà khi đọc ở phòng Pali này thì các vị biết trách nhiệm bổn phận mình là tụng kinh cầu an chứ không phải tụng kinh cầu siêu. Khi chúng ta bất an, hoặc là khi một cái tiệm, một cái quán, hoặc là một cái nhà mà chúng ta cảm thấy rằng có những cái mà nó lộn xộn, có những cái mà thấy nó xuống dốc, thiếu sinh khí, thì chúng ta thỉnh chư tăng tới đem lại một cái luồng gió mát. Chúng ta an ổn tam quý ngũ giới, rồi chúng ta nghe những lời Đức Phật mà chúng ta cảm thấy an lành. Khi mà chư tăng tụng những bài kinh cầu an, tức là những cái lời dạy của Đức Phật, và những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta nghe trì hành theo, thì chắc chắn là sao sẽ an vui, sẽ đến tham mô há quê rất khá tị thông má cha. Bởi vì trước khi chúng ta thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an thì chúng ta cũng có thọ trì tam quy và ngũ giới, thọ trì tam quy và ngũ giới. Mà khi chúng ta thọ trì tam quy, người có chư thiên các vị hộ pháp sẽ hộ trì cho chúng ta. Bởi vì ngũ giới bất trì nhân lộ triệt, chúng ta an trú vào trong tam quy, trong ngũ giới, tức là chúng ta là người con Phật. Mà đã là người con Phật thì có một cái sự liên đới giữa những người có giới, bảo vệ lẫn nhau, và chúng ta sẽ được an vui. Như vậy thì sau khi học cái bài này xong thì chúng tôi sẽ hướng dẫn lại những cái nghi thức cái này căn bản của người Phật tử. Quý vị sẽ thọ trì tam quy về ngũ giới, ôn lại ha, hoặc là cái nghi thức cúng dường về thực phẩm. Chúng ta muốn trai tăng, không lẽ là đem vật thật xuống rồi đưa cho chư tăng rồi không biết nói cái gì hoặc là đem vật thật xuống để đó trên bàn ăn đi mấy ông, được không? Mình phải cúng dường đúng pháp chứ, bây giờ đem xuống để trên bàn đó rồi nó thiêu nó thối, chư tăng không bao giờ đụng tới. Bởi vì đối với chư tăng á, dân tận tài chứ không phải đem xuống bỏ đó rồi cái đi về gọi là cúng dường đến chư tăng. Mà mình phải cúng dường đúng pháp, phải có những lời tác bạch bằng thân, bằng khẩu và bằng ý đàng hoàng. Thân của chúng ta tức là đem vật thực tới, rồi thân của chúng ta hai tay dâng lên chư tăng. Rồi, nhưng mà trước khi dâng lên chúng ta phải khẩu nè, phải tác bạch, phải nói sao đúng chư tăng mới nhận, chứ nói chặt cũng không có nhận đâu. Dân vật thực mà dân coi như cúng pháp thì chư tăng cũng không nhận, tức là khẩu ý của chúng ta khi làm, khi đang sau khi làm. Chúng ta cho nên
thầy giảng. Chúng ta có bài thực hành thông. Hai người hết nghe. Ai còn nghe không? Ô, sư pháp còn nghe nè, sao hồi nãy không nghe? Rồi, sư quan thanh nghe lại rồi, cũng là vậy. À, như vậy là đừng lúc nghe lúc không hả? Ồ, làm sao? Lúc nghe lúc không đó là vô thường đó. À, vô thường đó là khi có khi không, là một sự thay đổi mà. Rồi bây giờ nghe lại rồi hả? Ồ, như vậy là đường truyền xấu quá. À, tỉnh đại đức về đức, à, có ý kiến nào trong cái thời gian này để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau ha? Alo, đại đức về đức ơi, khi mà học cái đoạn này thì đại đức về đức nghĩ như sao hả? Alo, đại đức về đức có ý kiến này. Đâu mất tiêu rồi. Đức ơi, chạy đâu mất tiêu rồi. Đường tọa chân tịnh, có ý kiến thế nào khi mà học cái đoạn này, những cái lời tác bạch này? Đường tọa chân tịnh có ý kiến gì không? Alo. Rồi, xích pháp nguồn. Rồi, xích Tí Na. Rồi, xích Mê Ta. Alo. À, âm thanh của chúng tôi khi nghe khi không thì quý vị phải đóng góp ý kiến. Đừng để cho cái room này trong mô Phật hay mô Phật đưa tay đi. Mô Phật đưa tay đi. Sao mà im ru vậy? Rồi. À, thỉnh thượng tọa chân tịnh ha. Rồi, bàn tay năm ngón đưa lên. Không biết mắc cỡ gì nữa mà chậm quá vậy nè. Alo. À, chúng tôi xuống mic ha. Bởi vì nói lúc nghe lúc không. Rồi, cung thỉnh. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, Nam mô Bụt Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ Sư Phụ, con kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào các vị Phật tử. Con xin sám hối với Sư Phụ. Hồi nãy thường con vô thì con để cái mic, nhưng mà con đi làm công việc. Là lắm lúc sư phụ gọi con không có. Ông rồi từ xa nghe tiếng sư phụ gọi con tuốt xa ra đâu có bắt được. Con xin sám hối. Tại vì công việc chùa nó có nhiều cái thành ra con phải xử lý. Đi ra đi vô, đi ra đi vô đã mít vậy đó. Sư phụ hoan hỷ cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì xin chia sẻ một chút. Chân tịnh thì cũng không rành riêng nghi thức lắm. Thì từ hồi giờ chỉ chuyên về tu tập thiền. Mười mấy hai chục năm cũng chuyên về lĩnh vực đó. Cho nên cái tâm nguyện thì cũng hình thành lên một cái thiền. Để là một cái nơi cho mọi người hữu duyên trở về tu tập. Nhưng nghe loáng thoáng sư phụ hướng dẫn, con rất là tâm đắc. Tại vì khi chúng ta đọc lên một cái câu Bali á, nó có cái điều rất là linh thiêng, cũng giống như nó có một cái gì mà khiến chúng ta quay trở về trong cái thời xưa Đức Phật và các vị Phật tử họ Thỉnh Chư Tăng. Và khi đọc lên một câu Bali, con cảm nhận trong tâm con có nhiều cái rung động. Và đặc biệt nhất là cái những cái lời mà chính cái những cái ngôn từ mà chính Đức Thế Tôn đã từng nói, đã sử dụng. Thành ra từ nghe đó, khi mà sư phụ hướng dẫn cái bài kinh Thỉnh Chư Tăng cùng kinh Cầu An,
thì theo con thấy tuyệt vời quá. Vì nhiều khi Phật tử của mình, đa phần Phật tử Bắc Tông thì họ không có được những vấn đề như vậy. Còn một số Phật tử Nam truyền thì họ có thể họ thuần thục trong cái quá trình họ thỉnh chư tăng. Rồi có nhiều khi con qua bên miếng vậy. Thì nhiều khi Phật tử mình muốn thỉnh chư tăng cầu an thì cũng không biết thỉnh làm sao. Đã, nhiều khi cũng không biết thỉnh làm sao. À, khi con qua miếng năm 2013 cũng vậy. Khi có những người Phật tử tính thỉnh chư tăng miếng tụng kinh một thời cũng tụng kinh cầu an tại vì họ cúng dường á. Nhưng họ cũng không biết anh văn luôn. Rồi nhiều khi chính những người đệ tử của con hồi xưa cũng vậy. Cũng không biết thỉnh chư tăng cầu an mà thỉnh thì sao cho nó đúng pháp, nó phải lễ để mà chư tăng hoan hỷ, à, mình cũng hoan hỷ nữa. À, thành ra hôm nay được hữu duyên sư phụ hướng dẫn, con cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là tuyệt vời. À, và cũng có nói mấy đứa nhỏ đệ tử cố gắng vô để rồi cái gì sư phụ hướng dẫn ông, rồi mai mốt cái thiền viện khi thỉnh chư tăng về mình cúng dường chư tăng, mình biết cái cách để cung thỉnh đúng pháp, tắc bạch đúng pháp, và nó sẽ phát sinh những cái phước báo đúng pháp. Thành ra hôm nay thì theo ý con cảm thấy rất là vui. Và trong cái room này có một cái người Phật tử ở chùa Thiền Việt Long. Đó là chú Phật tử tên gì cũng quên. Mà chú lấy cái nickname ở trong này đây. Chú mới á. Thành ra con cũng mong rằng chú con sắp xếp để chú làm về vấn đề nghi lễ chùa về phía cạnh Phật tử các bậc chư tăng. Mình ra mong hôm nay là cũng được cái duyên lành, chú mới vô một cái bữa thôi cũng được cái duyên lành nhờ sư phụ hướng dẫn, chư tăng hướng dẫn, chú được thành thục trong cái pháp tắc bạch cúng dường cũng giống như tất cả những cái nghi lễ cần thiết cho một người Phật tử. Thì đây là cái điều hoan hỷ con. Con cũng mong rằng mọi việc nó có những cái điều tốt đẹp hơn với một cái ngôi thiền viện mà con đang trên cái đà hình thành. Con rất cảm ơn sư phụ và chư tăng rất là nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin nhường mic lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chào đạo tràng. Alo, alo, không biết có ai nghe rõ không? Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân tình gửi mic lại cho đạo tràng nhưng mà không thấy ai lên cầm mic hết. Thì đó là cái sự chia sẻ của chân tình, chắc chân tình phải nói một chút xíu nữa. cái sự chia sẻ của chân tình thì trong cái thiền viện mà chân tình mới hình thành á, thì cũng không có cái nghi lễ, nghi thức gì để cho nó ổn định lắm. Thì mong rằng nó sẽ được như nguyện. Và tất cả những cái người Phật tử mà ở thiền viện, con hy vọng rằng là họ sẽ có một cái môi trường, cũng giống như có một cái thời gian để họ vô rồi mà học nhờ sư phụ hướng dẫn. Bây giờ chân tịnh xin gửi mic lại nha. Hồi nãy là chân tịnh gửi mic lại nhưng mà không thấy ai lên để đưa tay cầm mic hết. Vậy bây giờ chân tịnh có công việc một chút. Tại vì nhiều khi ở chùa,
cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô làm mấy cái việc buổi sáng, xong rồi cũng có một mình thôi, thành ra công việc nó rất là nhiều, nên sáng không có ngồi yên một chỗ để mình có thời gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin nhường mic lại ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, chúng con cảm ơn sự chân tịnh rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì con kính bạch Ngài Trí Đức, xin Ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ, hôm nay thì chúng con cũng rất là hoan hỷ đã học được cái bài kinh Tác Bạch để xin chư tăng cầu an. Dạ, con rất là hoan hỷ, nãy giờ con làm thầm, con học thuộc được một câu rồi. Dạ, chắc con về con cố gắng con học cho thuộc hết ba câu luôn. Để xin tác bạch là chư tăng cầu an về sự khổ não, sự kinh sợ và bệnh hoạn cho đều được tiêu tan. Hồi nãy giờ con lẩm nhẩm con thuộc được một đoạn đầu rồi, bốn câu đầu, còn bốn câu sau, tám câu sau thì con cố gắng, chắc dần dần con cũng sẽ thuộc. Dạ, con thì con khi mà hành thiền á, thì con không có, con ngồi lâu á, thì nó bị đủ thứ á, thành ra con hay học kinh. Thì con quan hỷ hơn cái phần học kinh, cho nên con cố gắng thì con học, chắc ít bữa con cũng thuộc luôn được ba đoạn, để mà có dịp mà mình xin tác bạch để cầu xin chư tăng tùng cầu an khi mình làm lễ trai tăng hoặc là dâng cúng cái gì đó. Dạ, bây giờ con kính thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ, con Ngài trở lại chưa, Ngài cho con tín hiệu để con dâng mít đến Ngài. Dạ, để nhường mít cho cô Pháp Nguồn. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ thời gian vẫn sớm, còn 25 phút nữa, con xin có đôi lời chia sẻ. Dạ, cái bài Thỉnh Chư Tăng Tụng Kinh An Lành này thì con thấy là rất là tuyệt vời và rất là ý nghĩa cho những hàng Phật tử của chúng con. Nhưng mà khi mà như ngày xưa chúng con thì chưa biết tiếng Bali, chưa biết học gì, thì cũng có tăng đoàn ở bên Malaysia qua, nhưng mà mấy vị đó cũng là bên của Phật giáo Nam Tông ạ. Các vị rất là tuyệt vời, một tăng đoàn 5 vị mà các vị qua mà con thấy rất là hoan hỷ. Nhưng mà cả đoàn Lào Cai chúng con không ai biết Bali hết. Trời ơi, cũng lúng túng rồi thì rối bời. Rồi có anh Các Vi Giá cũng biết bập bẹ tiếng Việt thôi ạ, bởi vì anh ấy là người nước ngoài, nhưng cũng biết một chút tiếng Việt thôi. Cho nên là khi mà những cái dâng cúng vật thực hay là tắt bạch rất là khó khăn đối với chúng con. Bởi vì người nói tiếng Việt cũng ít biết nói, mà người nói tiếng Anh thì cũng biết ít biết nói, rồi thì tiếng Bali như cũng chúng con thì cũng không hiểu lắm. Rồi thì các ngài tụng bài kinh Tam Bảo mà tụng dài, lúc đấy con còn không hiểu Bali, con vào chỗ không biết là bài kinh dạy gì mà các ngài tụng dài thế, con cứ
cứ suy nghĩ mãi rồi cũng rất là hoan hỷ thôi, vì không hiểu nhưng mà rất là hoan hỷ. Rồi đến lúc khi bây giờ con được học Bali rồi thì con mới biết à bài đó là bài kinh Tam Bảo, rồi thì bài kinh các sư tụng chúc phúc đó. Mà khi đó con thấy là khi mà mình mà biết cái Bali này thì rất là có lợi luôn, bởi vì là có thể nói để mà các vị sư ở nước ngoài hiểu đã. Còn như những vị sư ở bên Việt Nam thì mình có thể tác bạch bằng tiếng Việt thì các vị cũng cũng hoan hỷ, nhưng mà thường thường thì từ ngày chúng con biết nhiều đến Phật giáo Nguyên Thủy thì có những vị chư tăng bên Nam gia ngoài Bắc á, thì thi thoảng các vị cũng thường hướng dẫn Bali á, thì các vị đọc trước rồi các vị nói là đọc theo sư, thế là chúng con cũng bắt chiếc đọc theo sư, rồi sư nói câu nào thì chúng con đọc như câu đấy, cũng như con vẹt nó không hiểu gì, nhưng mà bây giờ biết đến Bali rồi theo sư đã dần dần làm quen, dần làm quen dần, rất là hoan hỷ ạ. Thì những cái bài như là tụng kinh An Lành này cũng rất là cần thiết cho chúng con này. Khi mà dùng hoặc là những cái bài như là thỉnh mời trai tăng á, hoặc là dâng cơm dâng nước hay là cúng dường tứ vật dụng gì đó, dạ vâng, rất là cần thiết đối với chúng con. Cho nên là những cái này thì bổn phận của người Phật tử tại gia là chúng con là nên và cần phải học. Cho nên là sau này hoặc là lúc nào có thời gian á, thưa sư cứ chỉ dạy cho chúng con những cái bài như thế này thì rất là có lợi ích đối với chúng con. Dạ. Kể cả Bali cũng vậy thôi, dù không biết nhiều, nhưng mà ví dụ như là biết từ sa thứ là tự nhiên khi mà con tiếp xúc với những người như vậy ở bên Việt Nam mình này, những Phật tử hoặc là ở Hà Nội hay là ở đâu đó, khi mà họ biết nói sa thứ là chúng con rất là mừng luôn. Chúng con hiểu rằng là chị này đã biết là kinh Phật giáo Nguyên Thủy rồi, biết từ sa thú là tuyệt vời rồi. Kể cả ở trên Lào Cai đây chúng con cũng vậy thôi, rất là ít Phật tử, nhưng mà khi mà thấy ai mà vào cái Facebook của con cứ sa thú, mặc dù là con biết rằng, mặc dù con không biết vị đó, nhưng mà con thấy như vậy là con cũng biết là ôi rất là tuyệt vời rồi. Cho nên là học Bali rất là có lợi ích. Con thì mới nên con cũng không dành Bali lắm, nhưng mà từ từ con sẽ cũng cố gắng và học cho nó được thành thạo hơn, rồi thì biết tác bạch được nhiều thì sẽ có lợi ích nhiều cho chúng con ạ. Đã. Con xin có đôi lời như vậy thôi. Con xin chúc tất cả đạo tràng mỗi ngày đêm thường an lành. Con xin được xuống mách mời một vị khác ạ. Đã. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài chị Đức, vị sư quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Và con xin phép được chia sẻ, hôm nay con cũng rất là hoan hỷ được ngài chỉ dạy cái bài này, và con cũng sẽ cố gắng học cái bài này, tại vì ở đây con cũng được, vì không có chùa nhiều của Phật giáo Nam truyền, mà con chỉ có được cái cơ duyên là đi đặt bát mỗi hàng tuần có một vị ở trong rừng cách nhà con cỡ một tiếng lái xe đó. Thì vị này là người Thái. Dạ. Bên mình chỗ con ở thì không có chùa Nam Tông của Việt Nam đây. Hiện tại thì chưa có. Ra tụi con có muốn đi là đi chùa Thái. Dạ. Thì cái lễ nghi cũng tụng kinh Bali mỗi lần đến thì quý ngài cũng xin lỗi ngài. Hoặc là nếu mà đi chùa xa hơn nữa thì cũng tụng kinh Bali chúc phúc cho tụi con sau khi tụi con đặt bát. Dạ. Nhưng mà hiện tại thì con hàng tuần con lên đặt bát á, thì giống như là mình chỉ giao tế bằng tiếng Anh thôi. Dạ. Mà cũng không biết khỉnh, mình chỉ đem vật tứ vật dụng lên
cái mình đặt đó rồi mình dâng lên cho Ngài, cũng không biết nói gì hết. Nhưng mà cái phong tục ở đây con thấy là Ngài rất là kỹ lưỡng. Chẳng hạn như là khi mà đi thì lúc nào tụi con cũng là 2-3 người đi không? Dạ. Thì nếu mà có người nam á, giống như ông xã con mà có đi theo á, thì mới được vua chánh điện để mà đảnh lễ. Dạ. Còn nếu mà phụ nữ mà đi với 3 người trở lên á, thì sư mới cho vô đảnh lễ Phật. Còn không á, thì mình được ở dưới nhà bếp, mình dâng vật thực thôi. Và khi mà dâng vật thực á, thì tụi con để ở trên cái mâm. Dạ. Để trên mâm xong rồi khi Ngài ra đó thì Ngài có bữa thì cũng đặt bát, để nếu mà đi sớm, đi đúng giờ đó, thì cũng đặt để Ngài bỏ vào bát của Ngài. Còn nhiều khi mà cái ngày mà tụi con đi làm á, thì tụi con chỉ đem để hâm nóng đồ để sẵn. Thì khi mà để vào mâm như vậy á, thì Ngài mới dùng một cái tấm khăn miếng vải. Dạ. Nếu mà có ông xã con thì không có vấn đề này. Còn nếu mà không có ông xã, chị phụ nữ không á, thì Ngài kêu mọi người để lên trên cái mâm hết, trên mâm, rồi bắt đầu tới dân. Mà khi dân á, thì Ngài dùng một cái miếng vải, Ngài kê dưới cái bàn, rồi xong rồi tụi con mới kê lên cái miếng vải đó, rồi xong rồi bắt đầu mới sa thu là lấy rút cái tay ra, rồi bao nhiêu mâm Ngài cũng làm như vậy hết, cầm dở cái mâm lên, Ngài để miếng vải xuống, rồi tụi con để cái mâm lên cái miếng vải, rồi xong sa thu thì Ngài mới rút cái tay ra, rồi Ngài mới đi tiếp. Rồi sau đó thì Ngài mới chúc phúc, mà tụi con chỉ biết dân thôi chứ cũng không có biết là tắc bạch là như thế nào. Rất là hoan hỷ. Dạ. Với một cái nữa là khi mà dân chạy cây á, chẳng hạn như giống như mấy trái lê, trái bơm rồi như vậy thì mình đã cắt nhỏ ra rồi. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mà dân trái dâu nè, hoặc là trái nhãn, những gì mà có hộp á, là Ngài lấy cái cây dao ra, Ngài mọi người, một người đại diện chọt cái cây dao vô trong cái trái cây đó trước. Dạ. Thành ra những cái nghi thức này tụi con nói chung là tụi con chưa có hỏi đến chùa nhiều, thành ra học hỏi qua Ngài thì Ngài hướng dẫn như vậy. Dạ. Cũng rất là hoan hỷ là được cái cơ hội đi hàng tuần. Vị này chỉ sống độc cư có một mình ở trong rừng thôi. Dạ. Và cái khi mà tụng kinh chúc phúc thì Ngài cũng chúc phúc cho tụi con. Và nhưng mà đặc biệt là trên đây Ngài cũng ăn chay, nhưng mà lâu lâu thì mình cũng dâng được cá. Còn tất cả thịt là không có, Ngài không có ăn. Dạ. Thì tụi con cố gắng làm được những gì trong khả năng thì tụi con cũng tranh thủ. Dạ. Khi đến Phật Pháp rồi thì học hỏi được thì mình cũng cố gắng thực hành, và để mà cố gắng tạo thiện phước. Cũng như là qua học trong lương này, con học rất là nhiều từ nơi Ngài Chí Đức. Dạ. Và hôm nay rất là hoan hỷ là Ngài chỉ cho tụi con để học hỏi những cái lễ nghi như thế này, thưa Ngài. Tại vì nếu mà không học mình không biết đâu. Dạ. Ngơ ngơ ngáo ngáo cũng không biết đối với chư Tăng gặp đã quýu rồi mà bây giờ lại không hiểu được như thế nào nữa thì cũng kỳ lắm. Thành xin Ngài những cái ngày mà mình không có lớp á, thì Ngài hướng dẫn cho tụi con, và nhất là cho những Phật tử phương xa như tụi con nè, chỉ biết online học hỏi thôi chứ đâu có thời gian mà chạy đi chùa đó, thưa Ngài. Dạ. Con kính tri Ngài, tri ân Ngài rất là nhiều, và con kính tri ân đạo tràng. Con kính thỉnh Ngài trở lại hoặc là có nên chia sẻ tiếp theo ạ. Dạ. Là kính để Ba Ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Con kính lễ Ngài Chí Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ Cô Tu Lưu Như Pháp. Dạ thì hôm nay con rất là
do dù là con không có bệnh, thì do là nghiệp COVID nó đã đến với bản thân con. Thì trong lúc mà đến thì mà con một cái bài kinh về cầu an, con rất là hoan hỷ. Thường thì chúng con đến chùa thì chúng con chỉ đọc bằng tiếng Việt, mà là một người sư cô dẫn toàn bộ bằng tiếng Việt chứ không có bằng Bali. Thế nhưng mà hôm nay cái con thấy đọc được, con thấy học được cái phần oai lực của Bali, thì con cũng dù rằng trong người con rất là mệt, thế nhưng mà con nghĩ rằng là mình học pháp thì mình sẽ khỏe lại. Nên là dạ không nghe được à? À dạ alo, cảm ơn Tina Nguyễn nha. Thì là mình học pháp thì mình sẽ khỏe lại, để mình hiểu được, để mình tập, để mình biết được là cái sự vô thường nó đến. Thì thật sự con thì bị bệnh tim, bây giờ nó mắc cái bệnh COVID, nó rất là mệt. Vì nói một lúc là nó hết hơi, không nói được. Nên là lúc nãy con đọc bài nó cứ vấp chữ nọ, vấp chữ kia. Nên là cũng kính mong quý sư và quý đạo hữu bỏ qua cho con. Thì theo con thì cứ mỗi một lần mà con về chùa ấy, thì con cũng nghe được sự tách bạch của các cô tu nữ. Để các cô tu nữ tách bạch đọc cho các quần chúng nghe. Thì con chỉ thấy đọc bằng tiếng Việt. Nhưng hôm nay thật sự là một cái được Ngài Chí Đức dạy cho tiếng Bali, con thấy nó hoan hỷ vô cùng luôn. Con tự là con cảm thấy là khi con đọc, con cảm thấy cũng một phần là mình cũng tự tách bạch để mình về sau này, để cái lợi ích của bệnh tật của mình nó được tiêu tan. Thì thôi cũng cố dậy để đọc. cố lên rồi nó... Như cô Nhật Quỳnh có nói là từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ. Nên là con cũng cố gắng. Nên thật sự ra là con cũng rất là kính tri ân Ngài. Dù rằng Ngài đã cao, nhưng mà Ngài toàn hướng dẫn cho chúng con học những cái câu của lời của Đức Phật, mà Ngài để được ngay trong vui trong lúc, và được an vui lâu dài trong hiện tại, chứ không phải là đến quả tương lai mới an vui lâu dài. Nên là con rất ân Ngài. Dù rằng tiếng Bali con cũng có thể là, bây giờ con có thể là đọc thì có thể là khá hơn, nhưng mà nhiều lúc con vẫn còn bị phân tâm trong lúc đọc bài. Là vì điều kiện của con ở đây là mọi người buổi sáng sớm, thì tầm 4 rưỡi 5 giờ thì là mọi người trong phòng còn đang ngủ. Nên là con thì không có thể ra khỏi phòng được. Vì ra ngoài thì ví dụ như bình thường con ra ngoài được, còn đây là con đang bị COVID nên là con không ra ngoài được, nên là con không có tham gia lên đọc bài sớm được. Nên là kính mong quý sư và đạo tràng cũng hoan hỷ cho con. Nên là làm sao có mỗi một lần con vào là con lên đọc bài là cuối cùng. Thật ra con đi, con thấy được như thế là rất là lợi lạc trong ngày học cái bài này. Và con cũng xin hứa để học thuộc, để mỗi lần để mình tụng, mỗi lần các chư tăng về chùa mình tụng bằng những tiếng Bali này, thì cái oai lực nó sẽ lớn hơn là tiếng Việt, và nhất là các sư nước ngoài hoặc là các chư tăng ở trong miền Nam ra. Thì con cũng thấy các chư tăng cũng toàn tụng bằng tiếng Bali, nên là mình phải học để hiểu được, để mà cố gắng. Con xin phép dừng lại đây. Con cũng con hơi mệt nên là con không nói được nữa. Con có nói gì, điều gì mà phạm đến
chư tăng hay là quý cô tu nữ hay là quý đạo tràng, thì mong quý đạo tràng bỏ qua cho con. Dạ, con xin xin hết ạ. Sa tu Thích Quang Thành. Mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng mà Thích Quang Thành vẫn tham gia và cảm thấy rất là an lạc khi chúng ta học cái đoạn này. Hôm nay sự chia sẻ của Thích Tina, Thích Bắc Nguồn, Thích Meta và nhất là thượng tọa là Chân Tịnh đã đem lại một cái sinh khí, một cái tinh thần học hỏi mà chúng ta thấy rất là cần thiết. Hữu lai vô thỉnh, tức là ta có yêu cầu, ta có thỉnh cầu. Chứ Chư Tăng mặc dù đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng mà cái đời sống phạm hạnh thì các thầy luôn luôn giữ cái tư cách của một người tu, nó khác với người thế. Cho nên khi mà chúng ta đến với Chư Tăng thì cũng phải biết chúng ta là một người cư sĩ hay là một cái người xuất gia, thì phải có cách giao tiếp với nhau, đối xử với nhau cho nó đúng pháp. Thì đây là một cái hình thức mà khi chúng ta cảm thấy bất an, bất an về sự khổ đau, về sự lo sợ và bệnh hoạn, thì con người của chúng ta không ai tránh khỏi. Mà khi bất an như vậy, khi lo sợ như vậy, thì chúng ta hãy nhớ lại cái đoạn này. Nhớ lại cái đoạn này. Và nếu mà có Chư Tăng, có một ngôi chùa nào gần đó, chúng ta nương nhờ nơi Tam Bảo và chúng ta cảm thấy sự an vui sẽ đến với chúng ta. Đây là cái nghi thức để chúng ta coi như thỉnh cầu. Chứ Chư Tăng mà coi như không có nói gì hết thì vẫn ngồi im mà. Chư Tăng cũng không có nói ướm, bởi vì khi mà nói ướm như vậy là phạm tội. Phải làm thế này, phải làm thế kia. Nếu mà người ta làm theo, tức là Chư Tăng phạm tội, gọi là nói ướm để cho người ta họ thỉnh cầu mình, thì cái đó gọi là trong luật thì phạm vô vấn đề tà mạng. Thì từ từ sau khi như Christina nói rằng nếu mà có cơ hội thời gian trống vắng của đạo tràng thì chúng tôi sẽ đưa ra một số nghi thức để cho quý vị coi như làm tròn cái bổn phận của một người con Phật. Thế nhiều khi chúng ta bị bên các cái hệ phái khác nó làm cho lung lạc và chúng ta quên đi cái trách nhiệm của bổn phận. Rồi từ từ cái nghi thức mà chúng ta bỏ qua thì nó thành ra thô tháo quá. Rồi thấy Chư Tăng thấy cũng bị coi thường. Cho nên khi nãy Thượng tọa Chân Tịnh có nói có một người cư sĩ nào vô đây học, có phải là cái nickname Sky Phong phải không? Có phải cái nick này không? Nếu mà được thì có thể liên lạc. Chúng tôi sẽ hướng dẫn. Có phải cái nick Sky Phong không? Thượng tọa Chân Tịnh đâu rồi? Không, cái nick chúng tôi thấy mới xuất hiện một hai ngày. Nếu phải cái nick đó thì coi như nick và có gì thì liên lạc nó dễ hơn. Đúng rồi hả? Rồi, xa tố. Rồi bây giờ xin mời cái nick Sky Phong Khoa Hỷ đưa tay cầm micro
để nói lên cái cảm tưởng khi đến với cái room lan truyền này, thì có những cái điều gì thắc mắc thì cứ trình bày, rồi chúng tôi tùy theo khả năng ha. Xin mời cái nick này đưa tay, này nam hay là nữ không biết nữa, chắc là nam quá. Rồi bây giờ đưa giùm người bàn tay ha, chúng tôi nhường micro. Có cái ý tưởng thế nào, có cảm tưởng làm sao khi mà đến với cái room này sinh hoạt? Xin mời nha. Alo, Đạo Hữu Phong, Đạo Hữu Phong, alo, đưa giùm bàn tay. Đạo Hữu Phong đâu rồi? Bị trở ngại cái chuyện gì hay thắc mắc vấn đề gì, xin mời Đạo Hữu Phong đưa tay lên ha. Như vậy, thường tọa chương trình hướng dẫn dùng ha, về cái cách thức cầm micro. Rồi có gì trực tiếp nói chuyện thì nó hay hơn. Chứ còn bây giờ đối với cái room này mà không cầm vô được là một cái sự thiệt thòi lớn. Một sự thiệt thòi lớn. Cho nên quan hỷ ha. Đến với room này quý vị cầm được micro là quý vị thành công. Mà cái room này không thể im lặng được, quý vị phải nói. Trong cái nói chúng ta mới biết được sự tu tập của mình như thế nào. Rồi thôi hoan hỷ ha. Hôm nay chúng ta rất là hoan hỷ với cái sự tham gia của quý vị trong cái tinh thần học hỏi. Mặc dù một cái đoạn kinh rất là ngắn nhưng rất là quan trọng. Và quý vị mà đã thể hiện được, đọc được như vậy, nhất là hoàn thành sức khỏe không tốt, nhưng mà tham gia học hỏi như vậy, đây là một cái tinh thần chúng tôi rất là thán phục. Mong sức hoàn thành mau hết bệnh ha. Bây giờ thì y học rất là tiến bộ, thì cái vấn đề bệnh hoạn sức khỏe, chúng ta lạc quan thì chúng ta sẽ lướt qua. Đừng có bi quan, đừng có tích, nghĩa là đừng có cái thối chí, mà cái sức khỏe của chính mình là quan trọng. Sống lạc quan với đời sống thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Rồi hôm nay xin được kết thúc ở đây ha. Đạo Hữu Phong cố gắng nè, cố gắng để coi như đưa tay nè, cầm micro nè, đó là cái điều quan trọng khi đến với cái room này ha. Rồi bữa nay chúng ta xin được kết thúc nơi đây với thời gian ít ỏi, nhưng mà mong rằng sẽ đem lại sự an vui cho quý vị. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ room Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so thi vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, kính dân hòa phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiểu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy giá. Trước khi kết thúc, mời Đạo Hữu Phong hoan hỷ đưa tay cầm bích thử, miệng liền đi. Bởi vì chúng ta quan trọng là phải thực hành.
đạo hữu đề tài ha, đạo hữu Phong. Đề tài nghi thức đầu tiên là đưa tay. Chúng tôi xin nhường micro và đạo hữu cầm micro nói vài tiếng thôi để biết rằng đến với room này thành công khi mà nói được. Alo, đạo hữu Phong, đưa bàn tay lên đi. Alo, alo, bàn tay đâu rồi? Đạo hữu Phong chưa thuần thục ha. Đưa tay thử âm thanh. Alo. Như vậy thì Thượng tọa Chân Tịnh Quang Hỷ hướng dẫn dùng cho đạo hữu Phong này ha. Rồi đến với đạo tràng thường xuyên và sẽ học hỏi, sẽ học hỏi và khi đó mới có thể rằng là một cận sư nam thuần thành ở thiền viện Thiên Long ha. Rồi chúng ta xin phép quý vị được đóng room và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Nam mô Bụt Thầy, chúc quý vị một ngày ăn vui, một đêm an lạc.